Xin kính chào quý bà con, quý anh chị các bạn đang xem kênh. Thì chiều hôm nay là thứ sáu ngày 6 tháng 10 năm 2023 thì mình sẽ tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua lên giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác, quý chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý chị nào có xem kênh có quan tâm đến thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý cô bác, chị các bạn, tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì trong thời gian khoảng 1 vài ngày trở lại đây, giá đang có chiều hướng đang giảm nha quý bà con. Thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây lị loại 1 dao động từ 22 đến 23 ngàn, loại 2 dao động từ 17 ngàn, loại 3 dao động từ 11 đến 12 ngàn. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống. Đây là giá thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây. Giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nhé bà con. Còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2 đến 3 ngàn. Tùy theo từng nơi. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây, thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây hiện nay thì bò đẹp dao động từ 15 đến 16 ngàn, còn hàng sàn dao động từ 13 đến 14 ngàn. Hàng giả của thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây đang nằm dao động từ 4 đến 5 ngàn đồng một ký, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì bò đẹp dao động từ 13 ngàn, 14 ngàn, 15 ngàn. Bò sàn thì 11 ngàn, 12 ngàn, 13 ngàn. Hàng giả của thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì cũng đang nằm dao động từ 4 đến 5 ngàn. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận, thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì loại 1 dao động từ 19 đến 20, loại 2 dao động từ 14 đến 15, loại 3 dao động từ 9 đến 10 ngàn. Tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Hàng giá của thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì đang đóng dao từ 5 đến 6 ngàn. Hôm nay thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý anh chị, các bạn đang xem kênh chúc một ngày vui vẻ, may mắn và luôn thành công.